Hello, xin chào các bạn anh em. Mình là Trương Thủy, hôm nay mình sẽ chơi đồ lông đao, đấu đơn, cận chiến. Ok. Ôi trời ơi, ê, đánh. Tục cái mẹ rồi bay nè, Ây da, trời, nó chơi đá kìa, chơi mắt dài kìa. Xin lỗi anh em, tiếng Facebook. Thế nào ra đây không? Sao nó chết nhờ? Hài đấy. Hài. Mặc dù cây này đi ra đây nha các bạn. Cây này đi ra đây có em biết map nào là gì em mày rồi nãy giờ mới giết được thằng quá bình thường mày đứa nào đó. Cái con chuột bà cha nó chó ăn mẹ rồi. Ấy nha đâu quá ốm mồm mày hả mày. Ê đâu đâu ai mày ngay vú vú đẹp dữ bay mày hả mày vú đẹp dữ quá bình mày thường mày vú mày đẹp dữ à không đu mày đẹp tạm được đó. Đó, quen quen rồi đó. Đó mình quen rồi đó các bạn. Trời ơi chẳng phải là mới vô đây nghề chưa ấy thôi à, coi tôi chém này nè. Thấy chưa? Nữa nè. Ây da, chấm hơi chậm không? Các bạn ơi, tình tỉnh nè. Con báo, ngay vú con Ngọc Trinh. Mày hả mày, ý Đức quyền nữa người. Quá bình thường. Mày tạm được. Mày hả mày. Quá bình thường. Go home, go home. Các bạn thấy go. Đó, mình quen rồi đó. Con kéo vô mày rồi đó. À mẹ. Đạp giá nào đơn đi rồi. Mày hả mày, trời ơi. Da thấy mẹ tao chưa làm gì cắn trời ơi đột lông đau nè bị mẹ bay đây à ra đây gây ấp chó là có thể không sao nè chubuku nè coi chubuku nè nó tán cái dân cái xác nó bay luôn phải không. Dạ, chết ra chuẩn bị mạng rồi. Thấy mẹ tao chưa?
Ê, đợi mày. Con mày tự. Nó con đỉ này, từ từ. Mày là mày chém tao, tao chỉ cần chém mày thôi, mày thôi mày. Mày nè, trời ơi. Sao 180 có 10 độ luôn. Ừ. Mày chém tao không mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Con quỷ nó lấy cái búa sắt để làm nhà. Ê lộn, để đóng đinh. Nó chơi nó ướt cái đầu cái mặt của mình vô. Đó, thấy chưa? Chứ mất dạy không? Ướt cái mất mẻ cái đầu. Xỉn nè. Mày cái xỉn mày làm gì? Xuống đất không đúc. Nè. Rìu hả? Rìu nè. Ây da, chết cha. Dạ chậm quá. Cái à, cái nó chậm quá. Ờ, lại đây. Mày hả mày? Ngay eo nha mày. Bỏ nghe chưa? Ồ, cái cây này đi cũng gây nã lắm nè. Cái gì vậy? Mình chém bạn mình, bạn chửi mình là sao? Ê. Ê. À. Trời ơi, ngay đầu mà không chết. Có trúng đâu mà chết, trời ơi, đủ sao không chết. Ừ, con này tỉnh. Gì vậy? Bà ư ư. Yên coi đá cái đầu cá đó, bảo bảo yêu uyên hả? Ở đây này đó. Mày hả mày, vô đường cùng nha con. Mày nha mày. Bộ cái cây này đi đánh con đã lắm nè. À. Cái thằng búa búa sắt này, cái cây cú ghê luôn. Nè 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 nè. Con chinh nè. Con chinh đập cái con chinh nè. Nó tan cao thù, ôi cái mặt nó thú thấy mẹ luôn. Con đầy mẹ. Vỡ mồm. Mày vỡ mồm. Quá bình thường. Mày vỡ mồm. À. Trời, nó dài ký nữa ngon nè. Đây, đây này ai. Bố mày giết hết, đây. Ây da, ê con robot con đẩy. Vỡ mồm. Mày hả? Ây da, xe hãng. Con này, bên đây nè. Ý. Ây da. Là cái thằng bố sắt này bé đây hả? Thầy cứu nó bự. Quá bình thường thì đó. Ê. Đá nè. Đi con mẹ vậy. Đá nè. Quá hư cấu. Mày đá hả mày? Trời ơi, còn tí xíu. Tí xíu thôi. Mày hoài quá bình thường nè. Mày được lắm, mày được lắm con quỷ. À nè 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 con quỷ nè đá nè. Ao điệt, nó không có đá bà mẹ nó. Đi hết cho bố mày làm đi. Ý trời ơi. Ý. Bà mẹ nó. À. Hoa anh đào hả? À. Hoa anh đào hả? Cái gì FA đa gì đó em nội. Đi lên Chibuku à. Xin lỗi. Hết hồn quỷ.
Chim đồ quen quen. Mày nè, chờ tao nè. Ê ê ê, à con quỷ này đá nè, à con đĩ này nó đá nè, nè nè nè, ờ hai con đĩ đá nha, ờ ờ nè 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 đá nè, đá nè mẹ mày, đã riết cả con đĩ mẹ mày, à xuống, à ờ ờ ờ lấy xe làm gì. What the hell? Tao ứa ghê cái thằng này ghê nha. Ơ ơ. Mày ê. Trời ơi, còn thiếu nữa thôi. Thôi mình tạm video ở đây đây. Bye bye.